Này các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải đang chở hàng này. À, wow, em này rất xịn sò nha các bạn nhé. Đấy, em đang chở một chiếc xe ở trên này này. À, đây là một chiếc xe tải Chinaport. Wow, chiếc xe tải màu xanh các bạn nhé. Có phím bấm ở trên đầu này. Đấy, bấm ở đây là có nhạc nhá. Cái đây là cái đèn này, đèn màu vàng này. Hai cái đèn màu vàng này có thể nhấp nháy các bạn nhé. À, sẽ cho vào trong này các bạn ơi. Wow. À, bấm ở đây này các bạn này. Ở đây có cái nút bấm xoay xoay này. Đấy, xoay này. Đấy, xoay xoay đây nha. Đấy, xong bấm này. À, bấm cái này để làm gì các bạn nhỉ? À, đây, cái này nó lên này. Đấy, cái này nó lên này các bạn này. Đấy, xong hạ xuống nhá. Hạ được không nhỉ? Wow, hạ được luôn các bạn ạ. Rất xịn sò nha. Đấy, wow. Bơm vào đây này. Đấy, là nâng cái này lên nhá. Đấy, xong rồi mình sẽ hạ xuống bằng cách bấm vào đây này các bạn này. Bấm vào đây là sẽ hạ xuống này. À, hạ xuống nhá. Wow, một em xe chở máy rất xịn sò luôn các bạn ơi. À, cho vào đây nhá. Nào, cùng mình đi tìm đi, xem là trong khu vườn này rất là rộng các bạn nhá. Xem có đồ chơi không các bạn nhá. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy gì không? Ôi, ở đây có cái gì này? Wow. Ui, trên cây này có cái gì đây các bạn ơi? À, một em máy xúc các bạn ạ. Excavator. Wow, một em máy xúc màu xanh nhá. Có thể xúc được đất không nhỉ? Ui, ở đây có một tổ kiến này các bạn này. Có một cái tổ kiến ở đây nhá. Mình sẽ xúc cái tổ kiến này xem nào. Ây, xem con kiến không nào. Ui, ha, đội kiến này đã chạy trốn hết rồi các bạn ơi. Đội kiến này chạy trốn hết rồi. Ui cha, xem có con kiến nào ở đây không nào. Ồ, không có con kiến nào ở đây các bạn ạ. Các bạn kiến đã chạy hết đi rồi. À, rồi, cho vào đây nhá. Nào, đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nhá. Ui, ở đây có một cái lùm cây rất là to các bạn ơi. Này, cái lùm cây này rất là to luôn nhá. Xem trong lùm cây này có cái gì không nhá. Wow, ui cha cha các bạn ơi. Ui, mình nhặt một chiếc xe tăng rất là to này. Đấy, có thể quay được này. Đấy, nòng pháo ấy các bạn ơi. Bùm chiu, bùm chiu, bùm chiu. Ui cha. Wow, một em xe tăng siêu xịn sò. Đấy, có cả súng bé ở đây này. Đây là một khẩu súng bé này. Bên này một khẩu súng bé nữa, là hai khẩu súng bé. Và trên là có hai khẩu đại bác rất to luôn. Bùm chiu, bùm chiu. Đấy, ok. Đấy, đây nữa nha. Ê, một chiếc xe, các bạn biết xe gì đấy không? Đây là một chiếc xe cảnh sát đấy các bạn ạ. Một em police car màu xanh. À, một em xe police màu xanh rất là đẹp nha các bạn nha. Là răng cũng rất đẹp này. À, cho vào xe chở máy nhá. À, cho vào đây này các bạn này. Ai, wow, xịn sò thế nhở. À, ui, ở cái vườn ngô này có cái gì này các bạn này. Các bạn nhìn thấy cái gì không nhở? Ây, cái vườn ngô này có cái gì đây? Đỏ đỏ này là cái gì nhỉ? Xem nào. Ê, đây là cái gì đấy? Ui cha. Ồ các bạn ơi, mình nhặt được một em xe cảnh sát siêu bự khổng lồ. Rất là to luôn. À, lốp cũng rất to này. Quay được này các bạn này. Ui, lốp này quay tít luôn các bạn ạ. À, quay rất là tít nhá. Xe cảnh sát có cửa rất là to này. Có gương chiếu hậu này. Có cả cái đèn xanh đỏ. Đấy, để đi lúc nào đi bắt cướp sẽ bật lên nhá. Đây là ba đờ sốc trước nhá, cản bảo vệ nhá. Có hai cái đèn rất to này. Wow, win. Úi giời, em ấy băng rừng lội suối luôn. Đấy, băng rừng lội suối nhá. Em này đi rất là khỏe các bạn ạ. Đấy, cho vào đây nhá. Chiu chiu. Ui, một em xe ben nhá. Wow. Úi chà. À, mình sẽ múc nước đổ ben các bạn nhìn nha. À, đổ ben nào. Wow các bạn ơi, đây là một em xe ben dumper truck. À, lốp rất là to luôn. À, xịn sò chưa. Wow. Mình sẽ cho em xe ben đứng gần em máy xúc nha. À, đứng ở đây nhá. Ui chà chà, rất là đẹp luôn đúng không các bạn ơi. À, wow. Chà. Chiếc xe gì đây các bạn ơi. Wow các bạn ơi, đây là một em xe buýt đấy. À, một em superbus nha. Chở được rất nhiều hành khách ở trong này này các bạn này. Bác lái xe này, bác lơ xe này. Đây là cửa lên nhé các bạn nhé. À, trong này có thể chở được rất nhiều khách nha. Trên này là hai cái lốc điều hòa này, để làm mát đấy các bạn ơi. Rồi, cho em xe ra đây nhá. Wow,
chiu chiu. Ê, chiếc xe gì đây? Chiu chiu. Các bạn ơi, đây là một em xe chở nước để đi tưới cây các bạn nhá. Này, đổ nước vào trong cái nắp này này. Còn đây có cái khẩu súng này để bắn nước nhá, để đi tưới cây nhá các bạn nhá. Một em xe tải chở nước màu xanh. Ha ha ha. Ok. Wow. Ho ho. À, lại một chiếc xe chở nước nữa hay sao các bạn ơi. À. À các bạn ơi, đây là một em xe tải. Em xe tải này là xe chở dầu nhá. Em này là tanker truck. Ok. Wow, chiếc xe tải màu đỏ rất là đẹp luôn. Trong này có cả vô lăng lái xe này các bạn nhìn thấy không? Đấy. Wow, rất là đẹp nha. Cho ra đây đứng nha các bạn này. Wow, rất là đẹp này các bạn này. Đấy. Wow. Úi cha. Chiếc xe gì đây các bạn này? Wow. Úi cha. À các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát đấy. Một em police car. À, wow, chiếc xe cảnh sát màu đỏ nha. Rồi, mình sẽ cho lên em máy xúc nào. Wow. Úi cha. À, đây là chiếc xe gì đây các bạn này? Wow. À các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa nha. Có cả mắt này, ai có thể quay được này. Đấy, ý chà. Ý chà. Ý chà. Đấy. Em rất là cute luôn các bạn ơi. À mình sẽ cho đây nha. Wow. À đây là chiếc xe gì đây các bạn ơi? Wow các bạn ơi. Đây là một chiếc xe nâng. Wow, xe tải nâng để đi cứu hỏa nha. Cũng là một em fire truck nha các bạn nha. Đấy, cho lên đây nào. Wow. À đây là chiếc xe ben rất là bẩn đấy các bạn ơi. Wow. À em này có thể đổ ben rồi này các bạn này. Đấy, đổ ben nhá. À, một em dumper truck. Wow. Ái chà chà. Rồi đứng đây nhá các bạn ơi. Rồi. Wow, một chiếc xe trộn bê tông này. Wow. Ôi, em sẽ trộn bê tông này có cái bồn bê tông màu hồng với cả màu xanh này. Trên này có hai cái kèn rất là to này. Một em mic chắc nha các bạn ơi. Wow, à mình cho lên xe ben nhá. À cho lên chiếc xe ben này này các bạn này. Wow, út chà chà, một chiếc xe gì đây? La 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 la. Wow, excavator, truck and excavator. Một chiếc xe máy xúc tự hành các bạn ơi. Wow, cho đứng gần em máy xúc to nhá. Đấy. Wow, út chà. Ồ, các bạn ơi, một em tanker truck nữa. Đây là em xe chở dầu bé nhá. Còn đây là em xe chở dầu to này. Wow, cho đứng ở đây nhá. Ý chà chà. Rất nhiều xe luôn này các bạn ơi. À, đây là một em bulldozer. Một em máy xúc lật nha các bạn nhá. Ê, ở cái bụi cây này có cái gì không nhỉ? Ôi, à cái bụi cây này không có rồi. Đi sang cái bụi cây khác đi. Xem có cái bụi cây nào nữa không nhá. Ui, cái bụi cây này cũng rất to này các bạn này. Ê, cái bụi cây này có cái gì không nhỉ? Ui, dưới này có cái gì thế này các bạn này? Ây chà. Ây chà. Wow, các bạn ơi, mình đã tìm được một kho báu đồ chơi. Ui, đây là một kho báu đồ chơi nhá. À, đây là một chiếc xe trộn bê tông màu xanh. Bồn trộn bê tông màu vàng. Đấy, đổ bê tông vào đây các bạn nhá. Đấy, đây là cái máng đổ bê tông ra này để đi xây nhà này. À, một em mic chắc. Đấy. Còn đây là một chiếc xe trộn bê tông nữa. Mình nhặt được 2 chiếc. Ui, hôm nay mình nhặt được rất là nhiều xe trộn bê tông luôn các bạn ạ. Đấy, một em màu vàng nữa nhá. Ok, nào. Ui chà. Một chiếc xe gì đây? Ui, đây là một em xe tải quân sự đấy các bạn ạ. Ui, một em xe tải quân sự nhá. Ai có thể nâng pháo lên được nhá các bạn nhá. Đấy, nâng pháo lên kiểu này nhá. Hai, ba nào. Chiu 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 chiu. Quay ra đây, bắn nào. Bùm chiu, bùm chiu, bùm chiu. Wow. Một em xe tải quân sự các bạn ạ. Chuck Army. Wow. Ô hô hô, đây là chiếc xe gì đây? À các bạn ơi, đây là một em xe cứu thương tí hon. À, một em ambulance. Wow, ambulance. Wow, một chiếc xe cứu thương. Có đèn xanh đỏ vàng ở đây để nhấp nháy đi cứu thương nhá. Pop 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 pop. Đấy. Ok. Nào.
cùng mình đi tìm tiếp đi, xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nào các bạn ơi. La 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 la, xem trong khu vườn này còn gì nữa không nha các bạn nha. Ui, ở đây có cái gì đây? Ui, mình thấy có một cái lốp xe rất to các bạn ạ. Ồ, cái lốp xe này nó có cái gì thế này? À, mình sẽ dỡ cái này ra nhá. Nào. Úi chà. Úi chà. Ui các bạn ơi, một chiếc xe siêu bự khổng lồ này các bạn này. Wow. Úi chà, mình nhặt được một chiếc xe rất to luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Úi chà chà các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben nhá. Đấy, các bạn thấy to không? Em này rất là to luôn. Đấy, đổ ben này. Ui xịn xò chưa? Úi chà chà, cái cần nâng ben piston rất là to này các bạn này. Hạ ben này. Hạ ben bấm vào đây nhá. Nhưng mà em này đang bị mắc kẹt. Tí về mình sẽ sửa chữa cho em này nhá. Ok. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nhá các bạn ơi. La 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 la. À, ở đây nữa này các bạn này. Ở đây có một cái lùm cây này. Mình thấy có cái gì ở trong này ấy. Xem nào. Đây, trong này có cái gì ấy nhỉ? Ui cha các bạn ơi. Một kho báu đồ chơi luôn. À, kho báu đồ chơi này có một chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe địa hình đấy các bạn ạ. Một chiếc xe địa hình bé xíu xíu nhá. Đấy. À, còn đây là một chiếc xe cảnh sát. Một em mô tô cảnh sát police. Đấy. Các bạn thấy cái khoang máy rất to không? À, cái hộp cốp này để đựng biên bản nhá. À, ok. À, còn đây là một chiếc xe cứu thương nữa này. Chiếc xe cứu thương này trên đầu có rất nhiều đèn luôn. Ambulance. Đấy. Ok, cho vào đây nhá. Nào, đi tìm tiếp đi, xem là trong khu vườn này còn gì nữa không các bạn nhá. Nào, ok, let's go. Ten 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 ten. Ui, ở bên này lại có một cái bụi nữa này các bạn này. Cái bụi cây này có cái gì nữa nhỉ? Xem nào, xem bụi cây này có cái gì nhá. Ý chà. Wow, các bạn ơi, mình nhặt được một kho báu đồ chơi nữa. À, đây là một em máy xúc excavator. Wow. Úi chà chà. À, một chiếc xe cảnh sát. Hôm nay mình nhặt được rất nhiều xe cảnh sát luôn các bạn nhá. Đấy. Đây là một chiếc tàu hỏa Thomas trên. À, tàu hỏa có hình Thomas trên này. Đấy. Hello, I am trên. Wow. Xích 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 xích. Cho vào đây nào. Ok các bạn ơi, hôm nay mình nhặt được một chậu đồ chơi rất to này. Bye bye. Ở trong này có cái bụi cây này các bạn này. Thử xem trong cái bụi cây này có gì không nhá. Đấy, các bạn nhìn hộ mình nhá. Xem nào. À, trong này không có rồi. Sang cái bụi cây bên này đi. À, cái bụi cây bên này có cái gì không nhá. Ui, có cái gì này các bạn ơi. Wow wow wow. Ui cha các bạn ơi. Đấy. À, mình nhặt một chiếc xe các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe ben đấy các bạn ạ. Một em Duper Chuck. Một chiếc xe ben nhá, rất xịn luôn. Power Duper Chuck. Wow, Super Chuck. Ok. À, đây là chiếc xe gì đây? Ui, chiếc xe này bị lấp bởi cây này. Đấy, xe này là xe gì đây? Ồ, các bạn ơi, đây là một chiếc xe buýt nha. Travel Holiday Station Bus. Wow, một chiếc xe buýt du lịch 2 tầng nhé các bạn nhé. Đấy, rất xịn sò luôn. Đấy, 2 tầng nhá. Đây là tầng 1 này, tầng 2 này. Đấy, hành khách ngồi 2 tầng luôn. Xe này đi rất là thích nhé các bạn nhé. Chiếc xe buýt này rất là xịn sò luôn. Rồi, mình sẽ cho vào đây nhá. Nào, các bạn nhìn hộ mình đi. Xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nhá. À, ui, ở đây lại có một lùm cây nữa này các bạn này. Đây này, cái lùm cây này có cái gì không nhỉ? À, ui, bên này không có rồi. Bên này xem nào. À, ui, trong này có cái gì này? Ui, cái gì đây nhỉ? Ui cha, ui cha. Ui, các bạn ơi, rất nhiều xe ở đây nhá. À, đây là một em máy xúc này các bạn này. Một em máy xúc lật màu đỏ nhá. Wow. À, đây nữa nhá. Một chiếc xe ben Dumper Chuck. Đấy, đổ ben luôn. Ok, wow. Đây là cái gì đây? À, một em xe Monster Chuck. Một chiếc xe tải quái vật đấy các bạn ạ. Một em Monster Chuck. Rồi, Monster Chuck God. Wow, lốp sơ cua rất to này. Rồi, trên này là ba cái đèn ở trên đầu nha các bạn nhá. Rồi, em xe này rất là xịn sò luôn đấy các bạn ơi. Wow, mình sẽ cho vào đây nào. Ok, nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem trong khu vườn này còn gì nữa không nhá. Ê, dưới này là cái lùm cây gì thế này các bạn này. À, xem lùm cây này có gì không nhá. Rồi, có cái gì đây.
Ui ui ui, cái gì đây, cái gì đây? Ui cha các bạn ơi, mình đã nhặt được một chiếc xe tăng. Một em super tăng màu xanh, có nòng pháo rất là to này. Còn đây là hai cái tên lửa nhá. Bên này một quả tên lửa này, bên này một quả tên lửa, nó là hai quả tên lửa này. Pùm chiu, pùm chiu, pùm chiu. Wow, super tăng. Wow, ui dồi ôi, đầy hết một cái chậu luôn. Nào, đi tìm tiếp đi, xem trong khu vườn này còn gì nữa không nha. La 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 la. Xem nào, còn gì không nha. Ê, đây có một cái lùm cây nữa này. Xem cái lùm cây này có cái gì đây này. Đấy, mình thấy có cái gì đấy nha các bạn nha. Đấy, ây chà các bạn ơi, mình lại thấy một chiếc xe cần cẩu. Một em cần cẩu cứu hỏa đấy các bạn ạ. Chiếc xe cần cẩu cứu hỏa rất xịn xò luôn. Đấy, có thể quay được nhá. Đấy, quay vòng vòng này. Đấy, chiu 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 chiu. Chú lính cứu hỏa sẽ trèo lên trên này nhá. Đấy, cầm khẩu súng bắn nước và bắn nước. Đấy, cứu hỏa. Bơm này, bơm nước này các bạn này. Đấy, cái này bơm nước nhá. Úi xưa, xịn xò thế nhở. Wow, em này rất xịn xò luôn. Rồi, mình sẽ cho em vào trong chậu nhá. Ok. Xem nào, xem là còn chiếc xe nào nữa không nhá. Bên này, bên này có cái cây gì thế này các bạn này. Ui, cái gì đây nhở. Ui, chà chà các bạn ơi. Bùm, ui chà, bị ngã rồi các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lưu đấy các bạn nhé. Một em rôn lơ. Đấy, rôn lơ màu đỏ, lốp rất là to các bạn ơi. Úi xôi, em này đi lưu đường rất là thích luôn các bạn. Đấy, cho vào đây nhá. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi, xem trong khu vườn này có đồ chơi gì nữa không nhá các bạn ơi. Nào, thử đi ngó ở trong này xem còn cái gì nữa không nào các bạn ơi. La 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 la. Hình như là hết rồi hay sao nhỉ các bạn nhỉ. Các bạn nhìn hộ mình nhá. Nào, xem trong có cái lùm cây nào to to, các bạn bảo mình nhá. Thử đoán xem có thấy đồ chơi không nhá. Ê, bên này có cái gì này các bạn này. Ui, cái gì đây. Ui, một chiếc xe bị ngã này các bạn này. Ui, mình sẽ cứu hộ này dậy nào. Ý cha, ây, đã dậy rồi các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bán tải này các bạn này. Wow, một em xe bán tải rất là đẹp nhá các bạn nhá. Ui, có thể mở cửa được đây các bạn này. Đấy, rất xịn xò luôn. Một em xe bán tải màu quân đội luôn nhá. Đúng với chắc. Cho vào đây nhá. Ok. Wow, chiếc xe trộn bê tông này to quá đi các bạn ơi. Ui chà. Wow. Ui chà. Đấy, mới dưới nước luôn các bạn ơi. Wow, rất là bẩn nha các bạn ơi. Đấy, chiu chiu. Mình phải đổ nước đi nha các bạn nhé. Đấy, đây là một em xe trộn bê tông màu xanh này. Đây là cái bồn trộn bê tông các bạn nhé. Đổ bê tông vào đây này. Đấy, cho bê tông ra ở máng các bạn nhé. Đây, cho bê tông ra ở đây này. Quay quay cái này là sẽ quay cái này. Đấy, để đổ bê tông. Đổ bê tông ra đường máng này nhá. Rồi, một em xe trộn bê tông. Ui chà, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe gì đây. Ui chà. Wow. Wow, em này rất là bẩn luôn các bạn ơi. Đấy. Chà. Wow, một em xe máy xúc lật các bạn ạ. Đây là em máy xúc lật màu đỏ nha. Ai có thể múc nước vào đây được này các bạn này. Đây là một em xe máy xúc lật. Win. Chà, rất là đẹp luôn. Ok. Wow, em máy xúc siêu bự khổng lồ này các bạn ơi. Ui chà, em này rất là to nha. Có thể múc nước được này các bạn này. Đấy. Wow, đi cứu hộ được đấy. Cứu hộ dưới nước luôn các bạn ơi. Ai, chà, wow, ui chà, rất là bẩn nha các bạn nhé. Đấy, mình sẽ đổi bên nào, bên này bẩn nhá. Đấy, chà, ok, wow, ui chà, các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy em máy xúc này to không? Có bác lái máy xúc này này các bạn này. Trong này là bảng điều khiển của bác ấy đấy các bạn nhá.
Super excavator. Wow, lốp bánh xích rất là to nha các bạn nha. Đây là cái máy xúc của bác ấy đấy. Một cái gầu múc các bạn nha. Ok, cho ra đây nào. Rất là to luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe gì đây các bạn ơi. Wow, wow, chiếc xe này rất là bẩn đây các bạn ơi. Đổ ben này, đổ ben nhá. Wow, một em xe ben Dumperchuck màu xanh. Lốp này nhìn giống, rất giống thật luôn các bạn ơi. Đây là bình dầu của em ấy nhá. Còn đây là bệ bước này. Trên này là đèn để lúc nào mà xe đi mà nguy hiểm thì sẽ bật cái đèn này lên cảnh báo nhá. Trên này lắp được cả pin vào đây này các bạn này. Chỗ lắp pin đấy. Wow, đổ ben có cả đường ống dây này, rất là xịn nhá. Wow, cho em ra đây nhé các bạn ơi. Wow, đây rồi các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ này. Wow, rất là bẩn nhá. Ok, cho đây nào. Win. Wow, một chiếc xe cần cẩu cứu hỏa màu đỏ các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe này các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe nhá. Nhưng mà có em gì này các bạn ơi. Em này là em gì đây? Em ấy đang trốn đây các bạn ơi. Một em voi các bạn ơi. Đây là một chú voi đấy. Chú voi bé xíu ở trên cây nhá. Em có cái voi bé xíu này để đi hút nhựa này. Mình sẽ bắt em voi nhá. Em bay đi mất rồi, em bay đi mất rồi. Còn chiếc xe nữa chứ. Chiếc xe đây này các bạn này. Đây là chiếc xe. Xe này là xe gì các bạn biết không? Đây là một em máy cày nhá các bạn nhá. Em máy cày đi phục vụ nông nghiệp đấy các bạn ạ. Lốp rất là to luôn các bạn ơi. Mình sẽ đi thử cho các bạn xem nhá. Này các bạn thấy lốp to không? Lốp to đi ở trong rừng được luôn nhá. Em này mà đi lái xe thì rất là thích luôn các bạn ạ. Đây là một em xe máy cày phục vụ nông nghiệp nhá. Lốp rất to luôn. Em này đi lội nước thì cực kỳ thích nha các bạn nhá. Mình sẽ cho vào đây. Ok, nào cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nhá. Các bạn thử nhìn hộ mình đi. Xem là còn cái gì nữa không nhá. Các bạn ơi, ở đây có cái gì này. Wow các bạn ơi. Một chiếc xe máy xúc siêu bự khổng lồ này. Em bị mắc trên cây các bạn ạ. Em máy xúc này siêu to khổng lồ luôn. Rất to nhá. Mình sẽ múc đất cho các bạn nhìn nhá. Múc cát luôn. Múc cát múc đất, máy xúc múc đất, cần cẩu múc cát. Em múc được rất nhiều cát luôn. Đổ ben nào. Em này rất xịn xò luôn. Một em máy xúc nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình nhặt được một chậu đồ chơi đầy hữu luôn. Wow. Bye bye.